Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng đã triển khai hàng loạt các hoạt động tri ân thiết thực ý nghĩa nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố. Đây cũng là đợt cao điểm giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên tại địa phương. Căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ của mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Phong, quận Thanh Khê. Hôm nay lại đón niềm vui ấm áp khi có các y bác sĩ, đoàn viên thanh niên về thăm nom, chăm sóc và đón bữa cơm cúng liệt sĩ cùng gia đình. Dù đã hơn 90 tuổi, nhưng mẹ Phong vẫn còn rất minh mẫn. Nhận tin báo tử của chồng, của con trong chiến tranh. Với mẹ, mỗi khi bồi hồi nhớ lại, vẫn nghẹn ngào như vừa mới hôm qua. Tuy nhiên, tuổi già sống trong tình thân gia đình, sự quan tâm của đảng nhà nước và sự tri ân của thế hệ hôm nay, mẹ cũng thấy ấm lòng. Bữa nay có cha tới thăm bà thấy thăm một gia đình thấy cũng đông đủ, thấy bà thấy cũng vui mừng. Với tấm lòng tri ân sâu sắc của tuổi trẻ hôm nay đối với gia đình người có công, hiện 27 trên 27 đơn vị trực thuộc Thành đoàn Đà Nẵng đang triển khai chăm sóc gần 100 mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương. Bên cạnh đó, phong trào đền ơn đáp nghĩa luôn được duy trì thường xuyên. Trong tháng 7, tháng tri ân này, Tuổi trẻ Đà Nẵng cũng đã triển khai hàng loạt chương trình, phần việc có ý nghĩa, qua đó thể hiện sâu sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi chú trọng đến các cái mô hình liên quan về đền ơn đáp nghĩa và tiếp tục thực hiện các cái mô hình mà các năm trước chúng tôi đã thực hiện, như là mô hình chúng con luôn bên mẹ, mô hình thắp sáng nghĩa trang, mô hình là dân hoa dân mộ liệt sĩ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức thắp nén tri ân và thăm các gia đình chính sách, các gia đình thương binh và bệnh binh. Và qua những hoạt động như thế thì chúng tôi cũng mong rằng là các bạn đoàn viên thanh niên, các thế hệ trẻ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác học tập, lao động để thể hiện cái sức trẻ của mình, đồng thời là cũng thể hiện được cái vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong cái việc đó là tri ân các gia đình chính sách. Tháng 7 hàng năm cũng là đợt cao điểm giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên tại địa phương thông qua các hoạt động thiết thực từ cơ sở nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện, cống hiến của thanh niên, qua đó xây dựng thế hệ trẻ sống có lý tưởng và trách nhiệm. Tự hào với truyền thống thì thế hệ trẻ hôm nay nguyện ra sức phấn đấu góp phần xây dựng thành phố. Kính cẩn nghiêng mình, thắp nén tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, tuổi trẻ hôm nay nguyện không ngừng rèn đức, luyện tài, tiếp bước truyền thống yêu nước, kiên trung, cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.